Dân và Hòa Sa xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình VTV và radio. Quý vị đang đến với phần tin buổi tối cho ngày thứ Bảy ngày 16 tháng 3 năm 2019 và mở đầu kính mời quý vị đến với những bản tin nổi bật trong ngày. Các quốc gia châu Á lên án vụ tấn công đền thờ Hồi giáo tại New Zealand. Trung Quốc nhận hơn 800 đơn đặt hàng mua phi cơ dân sự C-919. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phủ quyết đạo luật phản đối tường biên giới của các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. An ninh được thắt chặt bên ngoài các đền thờ Hồi giáo tại New York. Giới lập pháp Hoa Kỳ giữ nguyên quyết định ngừng sử dụng dòng phi cơ 737 Max A của công ty Boeing. Và ngay sau đây, kính mời quý vị đến với bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Gia Ân. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho phần tin buổi tối ngày hôm nay là một bản tin về thế giới cho hay lực lượng dân chủ Syria đụng độ với ISIS trong cuộc tiến công vào vùng đất cuối cùng do ISIS kiểm soát. Video do hãng thông tấn người Quds địa phương phát hành vào ngày 15 tháng 3 vừa qua cho thấy lực lượng dân chủ Syria viết tắt là SDF do Hoa Kỳ hậu thuẫn đã đụng độ với các chiến binh thánh chiến ở vùng đất cuối cùng của ISIS ở miền đông Syria. Phe SDF cho biết, cũng trong ngày hôm qua, những kẻ tấn công tự sát đã tấn công vào một nhóm người đang rời khỏi Mansouf và đầu hàng. Các vụ nổ đầu tiên đã nhắm vào bất kỳ ai trong số hàng ngàn người đang rời khỏi khu vực này. Tính đến nay đã 5 tuần kể từ khi SDF tuyên bố bắt đầu vào cuộc tấn công vào vùng đất Mansouf. Đây là khu vực, nhiều ngôi làng, phần lớn đều là canh nông. Hiện ISIS đã rút quân ra khỏi vùng lãnh thổ chiếm đóng rộng lớn của chúng. Trong sự thất bại của ISIS tại Mansouf đã được báo trước, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người đã tuyên bố 100% ISIS sẽ bị đánh bại vào ngày 28 tháng 2, song lúc bấy giờ SDF vẫn chưa thực hiện được cuộc tấn công vào vùng chiếm đóng cuối cùng của phiến quân ISIS. Thưa quý vị, chính phủ Nicaragua thả 50 tù nhân với hy vọng nối lại các cuộc đàm phán. Vào hôm 15 tháng 3, chính phủ của Nicaragua đã thả nhóm tù nhân thứ hai theo yêu cầu của phe đối lập để có thêm nhiều tù nhân được phóng thích trước khi đối thoại chính trị được nối lại nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng hiện nay. Bộ Nội vụ của Nicaragua cho biết, 50 người mà phe đối lập xem là tù nhân chính trị đã được thả ra, cùng với 100 người khác được phóng thích vào hôm 27 tháng 2 vừa qua, để nối lại các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập. Các cuộc thảo luận đã bị đổ vỡ khi phe đối lập tiếp tục ra điều kiện về việc thả tất cả các tù nhân. Một ủy ban đại diện cho thân nhân của những người bị giam giữ cho biết, vẫn còn hơn 570 tù nhân chính trị bị giam. Những tù nhân được chính phủ của Nicaragua phóng thích gần đây nhất bị giam giữ ở vùng ngoại ô Managua, sau đó họ đã tiến vào thành phố. Nicaragua đã rơi vào khủng hoảng kinh tế chính trị kể từ khi Tổng thống Daniel Ortega cải cách an sinh xã hội vào tháng 4 năm ngoái dẫn đến các cuộc biểu tình. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì biểu tình phản đối tình trạng biến đổi khí hậu ở Mỹ Tây cơ. Hàng ngàn sinh viên người bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Mexico City của Mỹ Tây cơ vào thứ Sáu ngày 15 tháng 3 vừa qua, đông nhất là ở trung tâm thành phố để lên án tình trạng biến đổi khí hậu. Làn sóng này cũng được nhiều người hưởng ứng tại các quốc gia khác nhau trên thế giới như là Tây Ban Nha, Pháp Quốc và Hoa Kỳ. Vào năm ngoái, cuộc biểu tình đã được một học sinh 16 tuổi người Thụy Điển có tên là Greta Thunberg khởi xướng với hy vọng gia tăng áp lực và yêu cầu các quốc gia cùng nhau hợp tác để chống lại tình trạng nóng lên toàn cầu để nhiệt độ có thể giảm xuống được 1.5 độ C nhằm đáp ứng các mục tiêu của thỏa thuận biến đổi khí hậu Paris Agreement ký kết cách đây 4 năm. Ban tổ chức ngoài ra còn yêu cầu chính phủ sử dụng nguồn năng lượng tái chế cũng như bảo vệ bầu không khí trong lành để tránh gây ra ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều này đã giúp cho Greta Thunberg lọt vào danh sách các ứng cử viên được đề cử giải Nobel. Người dân Algeria biểu tình yêu cầu Tổng thống Bouteflika ra đi. Vào hôm 15 tháng 3, hàng trăm ngàn người biểu tình ở trung tâm Algiers trong cuộc biểu tình với quy mô lớn nhất kể từ khi bất ổn vào tháng trước để chống lại sự cai trị 20 năm qua của Tổng thống Abdelaziz Bouteflika. Những người biểu tình chen chúc trên đường phố sau buổi cầu nguyện vào thứ Sáu. Nhiều người treo cờ xanh, trắng và đỏ của Algeria. Các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở Béchara, Oran, Banna, Tizi Ouzou và các thành phố khác. Cảnh sát quốc gia Algeria cho biết họ đã bắt giữ những người phá hoại. Không có cuộc đụng độ nghiêm trọng nào xảy ra.
nhưng nhà chức trách cho biết có khoảng 75 người biểu tình đã bị bắt và 11 cảnh sát bị thương nhẹ trong các cuộc biểu tình. Với hàng ngàn người biểu tình ở trung tâm Algiers, cảnh sát đã phong tỏa các con đường dẫn đến văn phòng chính phủ và quốc hội. Ông Bouteflika hiếm khi được nhìn thấy ở nơi công cộng kể từ năm 2013. Người biểu tình cho rằng ông không còn phù hợp với chức vụ tổng thống. Kính thưa quý vị, trong khi đó thì các quốc gia châu Á đã lên án vụ tấn công đền thờ Hồi giáo tại New Zealand. Nhiều chính trị gia và lãnh đạo tôn giáo trên toàn khu vực châu Á vào thứ Sáu ngày 15 tháng 3 vừa qua đã lên án vụ xả súng nhắm mục tiêu vào hai ngôi đền thờ Hồi giáo vốn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 49 người tại New Zealand. Chính quyền Indonesia đồng thời cho biết có khoảng 3 công dân của quốc gia này hiện vẫn đang bật vô âm tính sau khi đến cầu nguyện bên trong đền thờ Onor, tọa lạc tại trung tâm thành phố Christchurch. Ngoài ra thì còn có 2 công dân gốc Malaysia đã bị thương trong vụ tấn công khủng bố nêu trên. Ngoại trưởng Nhật Bản là Taro Kono vào trong một buổi họp báo cùng ngày tại thủ đô Tokyo đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân vắng số, đồng thời cam kết sẽ luôn đứng về phía người dân cũng như là chính phủ New Zealand. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo cho hay Trung Quốc đã nhận hơn 800 đơn đặt hàng mua phi cơ dân sự C-919. Giới lãnh đạo của Trung Quốc vào ngày thứ Sáu 15 tháng 3 cho biết, quốc gia này đã nhận được hơn 850 đặt hàng sở hữu dòng phi cơ dân sự C-919 từ các khách hàng trên toàn thế giới và tiến trình giao hàng theo dự trù sẽ diễn ra vào năm 2021 tới đây. Phát biểu nêu trên đã được Phó Chủ tịch Công ty Sản xuất Phi cơ Thương mại của Trung Quốc là Wu Wanhui đưa ra trong một cuộc họp báo bên lề Đại hội Đảng Thường niên lần thứ 13 tại thủ đô Bắc Kinh. Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã cho bay thử nhiều chiếc phi cơ C-919 tại hai thành phố, đó là Hehe và Hala. Ngoài ra, dòng phi cơ này còn được cho là bay đến khu vực Ngũ Đại Hồ ở Bắc Mỹ để chứng minh mức độ an toàn. Phi cơ C-919 có khoảng 170 ghế với khả năng bay xa đến 5.000 km, có thể mang ra so sánh với chiếc A320 của Airbus và B737 của Boeing. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối cùng với Gia Ân và Hoài Sa. Sau một vài phần tin thương mại sẽ là những bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống.